Tổng lấy nét trên chiếc lens MF như thế này không? Ok, các bạn bỏ tiền các bạn mua một cái lens AF là xong cái gì, đúng không? Thế nhưng còn một giải pháp nữa, đặc biệt là dành cho các hệ máy lens cine hay là bạn muốn tận dụng những chiếc lens MF như thế này, đó là sử dụng cái bộ thiết bị có tên là DJI Lidar autofocus. Thiết bị này nó có thể giúp chúng ta lấy nét tự động với bất kỳ body nào, gắn trên bất kỳ loại lens nào, miễn là có ngàm gắn được vào nhau. Và nó hoạt động như thế nào, cơ chế hoạt động của nó sẽ là nó có một cảm biến Lidar và được setup và gắn ở tâm của cái lens hoặc là cảm biến, một bộ motor focus được gắn lên lens, một màn mo để điều khiển, một cục xử lý trung tâm, và tất cả được cấp nguồn qua cổng Type C. Khi mà các bạn rig hết cái đống đồ lại vào với nhau và ok, các bạn đã có một cái bộ máy có thể autofocus được với chiếc lens MF. Tất nhiên là cách lấy nét này thì nó vẫn còn nhiều hạn chế, và thi thoảng nó sẽ hunting và một số cái môi trường nó khó khăn hay là nó hay bị chệch nét. Nhưng mà đây nó là một giải pháp là cực kỳ tốt và lợi hại dành cho những cái team mà run short, những video dạng run and gun mà team crew rất là ít người. Bạn có biết làm thế nào để